Cham xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đang có mặt ngay cuối đường Hai Bà Trưng quý vị. Ở đây là số 37 con đường Hai Bà Trưng. Hôm nay là ngày 4 Tây tháng 1 năm 2023. Thời tiết buổi chiều thì nhiều mây và có mưa phùn như là hồi sáng quý vị, nhiệt độ chỉ có 16 độ C thôi. Vào khoảng thời gian buổi chiều thì nhiệt độ bắt đầu xuống rất là nhanh và đến khung giờ tối nhiệt độ khả năng là rơi xuống tầm 13-14 độ C. Bây giờ là 17 giờ chiều quý vị, em xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn tình hình đường phố Đà Lạt. Cụ thể là em sẽ về con đường Hoàng Diệu để xem tình hình bà con mình buôn bán ra sao trong những ngày mùa vắng khách du lịch như thế này, cũng như là chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái kỷ niệm yêu dấu thân thương tại con đường Hoàng Diệu. Bên mé phải của em đây là con đường Hải Thượng quý vị, một bẹo xuống con đường Hoàng Diệu nó rất là gần luôn, rồi đi thẳng thì sẽ về con đường 3 tháng 2, con đường Duy Tân. Nhân dịp buổi chiều hôm nay, em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui, có những giây phút thật là bình an. Bên mé phải của em thì năm xưa có trường văn học, ngày nay thì không còn nữa quý vị. Ở trên con đường Hoàng Diệu này có thể nói ngày nay nổi tiếng với một món ăn, đó chính là món bánh mì chấm xí mại, rất là nổi tiếng. Giờ em sẽ chạy vào những con hẻm để cô bác anh chị và các bạn cập nhật tình hình cũng như là ôn lại những cái kỷ niệm ở đây. Chắc chắn là trên đoạn đường này thì có nhiều kỷ niệm thật là đẹp. Ngày xưa thân ái, không biết quý vị và các bạn còn nhớ hay không? Con đường thì vẫn còn đó, nhưng mà người xưa thì bây giờ đã ở chỗ nào? Trên con đường Hoàng Diệu này thì chúng ta sẽ đi về con đường Trần Bình Trọng, rồi con đường Hàng Thuyên, Gia Gút, Trần Nhật Duật. Thì nó rất là nhanh quý vị. Ở khu vực này là xóm Lò Gạch năm xưa, ngày nay thì trông giống như là xóm Bàn Cờ, bởi vì khu dân cư ở phía sau thì nhà cửa mọc lên san sát. Tại đây thì có món nem nướng quý vị, bà con cô bác mình đang chuẩn bị bán ca tối đó, rồi nướng nem nướng sẵn để mà chuẩn bị bán cho người dân. Bây giờ thì có thể nói là du khách đã về hết rồi quý vị, người nào cũng phải lo công việc bởi vì gần đến cuối năm rồi, cũng không có thời gian nhiều và cũng không có đi du lịch. Chắc chắn là cũng rất là ít người nghĩ đến đi du lịch mùa này bởi vì kinh tế hiện nay vẫn còn rất là khó khăn. Bên trên thì thấp thoáng những căn biệt thự của Pháp. Những villa của Pháp ngày xưa đến giờ thì vẫn y chang như vậy quý vị, có điều là mới mẻ hơn một chút và nằm rải rác thừa thớt trên đoạn đường này. Rồi bà con mình sinh sống ở quanh khu vực này, rồi mở mặt bằng ra buôn bán dọc theo lối đi về thác Cam Ly. Có lẽ ai đã từng có những kỷ niệm về cung đường này thì chắc chắn là sẽ rất là bồi hồi một kỷ niệm thời sinh viên, đại học, hay là những lần ghé qua con đường này ăn uống, vui chơi. Chắc chắn đó là những kỷ niệm khó quên. Thành phố Đà Lạt thì nhỏ bé, lanh quanh, lẫn quẩn, quanh đi quanh lại thì cũng trở lại những con đường thân quen. Ở đây thì có một căn biệt thự này, ngày nay đã sơn lại, rất là lộng lẫy. Ở phía trước thì bà con mình bán những chiếc áo ấm cho mùa đông năm nay. Và con đường này thì chúng ta sẽ đi lên đường Trần Bình Trọng rồi Trần Nhật Duật quý vị. Và bây giờ thì em sẽ đi lên con đường này. Phía trước là con đường Ngô Huy Diễn. Sau đó thì em sẽ đi xuống lại và chia sẻ đến quý vị và các bạn con đường Hoàng Diệu quanh suối Cam Ly.
Đi ngang qua thì thấy căn biệt thự phía trước thì người ta trồng hoa hồng đẹp quá. Đứng đây chia sẻ đến quý vị và các bạn những bông hồng dại quý vị. Nhưng mà được người ta cho leo lên những cái hàng rào như thế này. Bông hồng thì nó rất là quen thuộc rồi, bởi vì chúng ta hay thấy là những căn biệt thự sang trọng á, thì đều được trồng bông hồng phía trước nhà, rất là sang trọng và lộng lẫy. Và tại đây thì có một cô đang đi bán bánh này. Nhà con đường nó cũng quanh co quý vị. Nói đến ở trên con đường Hoàng Diệu á, thì nổi tiếng nhất vẫn là căn biệt thự số 77, bởi vì nó nổi tiếng, rất là nổi tiếng trước giải phóng. Đó là nhà của bà Huệ, còn được gọi là trường Đồng Tử. Tuy nhiên ở đây thì không có dạy học, mà những học sinh nam nữ từ Sài Gòn ra đây để ở trọ, rồi đi học các trường dạy tiếng Pháp ở Đà Lạt. Căn nhà biệt thự số 77 á, thì bây giờ vẫn còn quý vị, thì nó nằm ngay gần cuối đường Hoàng Diệu. Bây giờ thì em xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng men theo con đường Gia Cút để về lại với đường Hoàng Diệu. Giờ đi thẳng á, thì chúng ta sẽ về Bệnh viện Đa Khoa, Bệnh viện Tuyến Đức, con đường Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế thì nó cũng nằm gần đường dốc Hải Thượng quý vị. Và con đường Gia Cút này em thấy là thấp thoáng những căn biệt thự. Tuy nhiên thì nó cũng không được trau chuốt bằng những căn biệt thự trên con đường Hoàng Diệu. Nhìn những căn biệt thự này thôi thì có một cảm giác gì đó về một Đà Lạt xưa. Những hình ảnh về Đà Lạt ngày cũ quý vị. Một Đà Lạt vẫn còn thông và chưa bị đô thị hóa như ngày nay. Ở đây vẫn còn. Và đây là con hẻm, em sẽ đi xuống con đường Trần Nhật Duật. Con đường Trần Nhật Duật á quý vị, ở đầu đường thì có bán bánh tráng nướng. Vào tầm giờ này á thì bánh tráng nướng rất là đông du khách rồi. Tuy nhiên thì mùa này hàng quán thì ế ẩm quý vị. Một số cửa hàng á thì cho thuê mặt bằng bởi vì không có bán được, không có khách. Chủ yếu là phụ thuộc vào du khách cũng tương đối là nhiều quý vị. Còn nếu mà không có khách du lịch thì hàng quán nó giống như là bị tê liệt. Và đây là con đường một chiều thì em sẽ quay lên lại. Bên cạnh này cũng có quán cơm gà Hải rất là ngon này. Đợt trước thì cũng có cô chú anh chị và các bạn cũng giới thiệu cho em quán cơm gà này, cũng rất là ngon. Em thì cũng chưa có dịp vào đây thử quý vị. Rồi bây giờ em tiếp tục lăn bánh xuống con đường Gia Cút để về đường Hoàng Diệu. Trời lạnh và âm u nữa. Xa xa thì mây đen rất là nhiều quý vị, trời nó cũng buồn. Tại đây thì có trường mầm non 5 nè. Ở đây là khu vực phường 5 quý vị. Cảnh bà con mình buôn bán hết sức là ảm đạm. Người dân địa phương thì cũng tiết kiệm chi tiêu bởi vì gần đến cuối năm rồi, rất là nhiều thứ phải lo quý vị.
Và bây giờ thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi vào một con hẻm bên trong, men ra khu vực suối Cam Ly. Ngày xưa khi mà mưa to quý vị, ở đây thì chắc chắn là sẽ bị ngập và sình lầy. Với những con đường sỏi đá thì chắc có lẽ là nó gây ấn tượng rất là khó phai đối với nhiều người. Ngày nay thì đường xá được bê tông hóa và đi lại nó cũng dễ dàng hơn ngày xưa. Ở ngay quán cà phê Phượng mà cách thác Cam Ly chỉ tầm một cây số quý vị. Ngày nay thì có một cái cầu sắt băng ngang qua từ khu vực Hoàng Diệu mà băng về đến khu vực Nam Thiên luôn, với con đường Hoàng Văn Thụ, con đường trước 75 là con đường Hùng Vương. Rồi sau đó quý vị và các bạn sẽ về thác Cam Ly rất là gần. Đối với thác Cam Ly hiện nay thì giá vé là 40.000 đồng cho một người lớn, còn đối với trẻ em thì chỉ có 20.000 thôi quý vị. Con đường Hoàng Diệu thì có món bánh mì xíu mại nổi tiếng, vào thời tiết lạnh như thế này thì ăn rất là ngon. Quán bánh mì ngon nhất ở đường Hoàng Diệu đó chính là quán bánh mì số 26, nằm giữa con đường Trần Nhật Duật và con đường Hoàng Diệu. Có lẽ nhiều người đã nghe tên bánh mì Bé Linh rồi. Thì vào buổi sáng quý vị, khi mà chúng ta ăn bánh mì ở Đà Lạt rất là ngon. Đặc biệt là có nhiều người hay ăn ớt thì vào trời lạnh này nếu mà cho chút ớt vào ăn rất là ấm người. Ở đây nhà cửa người ta xây cũng san sát nhau. Bên phải của em đây là bờ kè và suối Cam Ly. Suối Cam Ly thì nó nằm ở phía sau lưng của em quý vị. Ngày nay thì người ta cũng trồng những cái chậu hoa ở đây rất là đẹp. Bên cạnh suối Cam Ly này, các giống bông như là mai địa thảo. Ở đây thì có những chậu bông đã nở rực rồi. Mùa này thì thác Cam Ly không có nước nhiều quý vị. Vào mùa mưa từ tháng 6 trở đi cho đến tháng 11 thì nước rất là đục và đen. Một phần thì đất khu vực phù sa từ các khu vực nhà vườn, rồi một phần thì khu vực hồ Xuân Hương. Và đây là cây cầu chúng ta sẽ băng về khu vực Mạc Đỉnh Chi, rồi sau đó đến khu vực Nam Thiên. Và men theo con suối này thì cũng có một quán ăn rất là nổi tiếng, đó là lẩu bò Ba Toa quý vị. Có rất nhiều quán lẩu bò ở đây luôn. Lẩu bò rồi lẩu dê cũng có nữa, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là lẩu bò Ba Toa. Và đây là quán lẩu bò Ba Toa này. Và bây giờ thì vẫn còn vắng quý vị. Vào khung giờ tối thì bàn ghế sẽ bày ra ngay cái vị trí này luôn. Ở đây là khu vực để xe ô tô của quán lẩu bò này. Và bây giờ thì em tiếp tục men theo con suối để chia sẻ đến quý vị và các bạn một con đường nữa, đó là con đường Lê Quý Đôn. Và con đường Lê Quý Đôn quý vị, nó cũng không có rộng và cũng không có dài lắm. Có lẽ đây là con đường ngắn nhất ở ngay trung tâm luôn á. Trời lạnh lạnh như thế này chỉ có là kiếm một cái lẩu bò hoặc là ngồi nhậu với bạn bè, ngồi uống rượu quý vị, nhâm nhi. Có mấy anh đang ngồi hát karaoke và nhậu nhẹt ở đây nè.
và cũng đến vị trí này. Em cũng xin tạm nói lời chia tay và kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì em xin được gửi lời chào và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.